Tong, Xi, it's a different Chinese city. What blessing? Chinese person. Is there such a city called Xi something? Xi Tong, Xi Che, Xi something. Suying. See, even the Chinese don't get it. Thành ra ông thấy cái hòa thượng này đi, ông đọc trong cái tư tưởng hòa thượng. So, so this Indian guy here looked into the mind of Hui Chung, natural master, and sees and saw that he's at another Chinese city, see something that even the Chinese don't know. Chơi ngựa, hả? Đi đua đò đó, đua ghe đó. Oh, where there is a dragon boat race right there. Tức là như vậy là cái ông tăng Ấn Độ này em nhìn thấy cái tâm của Dục Quốc Sư Huệ Trung này. In other words, the Indian monk was able to read the national master Huệ Trung's mind. Thì hòa thượng mới hỏi câu thứ hai. Then so national master then asked. Ông nói xem bây giờ lão tăng đang ở đâu? Now you tell me, where am I? Thì ông Tâm Tạng Ấn Độ mới trả lời. Hòa thượng là thầy một nước, tại sao lại đứng trên cầu Thiên Tân để xem khỉ giỡn? The Indian nomad ascetic said, you are a national master. Ở thành phố nào vậy? Thành phố Thiên Tân. Hả? Thành phố Thiên Tân. Thiên Tân bên Trung Quốc để xem khỉ giỡn. Thiên hay là gì? Thiên Tân. Thiên. Thiên hay là thiên? Thiên là ngàn đó. Thiên là ngàn. Thiên là trời đó. Dạ. Okay, now you are standing on a bridge on the city of Qian, Tân, Nú, whatever is probably not Qian, Qian Xin, Chinese person. No? Oh, wow. Even the Chinese can't recognize a single character now. He's standing on a bridge at another Chinese city, doing what? Coi khỉ giỡn. Looking at the monkeys playing with each other. Rồi lần thứ ba, ngài hỏi nữa như vậy đó. Ông xem tôi ở đâu á? So thì ông này the third time, National Master Hui Chung asked this Indian nomad, says, "Where am I now?" Cái thứ ba thì ông tăng này hỏi giờ tôi đang ở đâu? Ông tăng trả lời không được. And the nomad, the Indian guy. Could not answer him. Thành ra hai câu đầu đó là hòa thượng cho ông thấy cái vọng tâm khởi lên cho thấy. So, thấy cái không so the first two questions is that Master National Master Hui Chung thought about them. So that's how this Indian monk could read his mind. Thì lúc đầu cái đầu là sao là câu cho vọng tưởng cho thấy cái đua đò nè. Thành phố đó là đua đò là cảnh giới như vậy nè. Tức là nhiều cái hợp lại thành cái thế của ông hòa thượng cho nên ông tăng Tâm Tạng ông thấy. So that's how he can read the mind. Rồi cái thứ hai là hòa thượng này cho ông tăng thấy là ông đang đứng trên cầu xem ngựa, nghe mấy con khỉ nó chơi nó giỡn. Thì nhiều cái yếu tố hợp lại con khỉ rồi khán giả rồi cái cầu này nọ thì so, những hình ảnh đó đó so each nó góp image, lại thành cái không nhưng mà ông image, Tâm Tạng không thấy. It's image that he sent he put in his mind those thoughts are thoughts of the dragon boat race or the monkeys horsing around. So that's how this Indian monk can read his those thoughts. Câu hỏi thứ ba thì hòa thượng Quốc Trung này á, Huệ Trung này á, ổng vào trong cái chân không thì ông Tâm Tạng không thấy gì hết. The third question is Master Huệ Trung enter true emptiness and that's why the Indian monk could not see anything. Thành ra chư tổ mới thí dụ thế này. Hai cái câu đầu đó là hai cái vọng tưởng đó. Như cái biển nó mênh mông, thí dụ cái gì tưởng tượng cái biển mênh mông mà nó lặng yên không có sóng. Bây giờ hai câu đầu là hai cái khởi sóng lên, cũng trong cái biển đó mà khởi hai cái sóng lên. Cho nên ông Tâm Tạng này says your mind is like a vast ocean that has no waves. Thoughts are, so the first question is that the National Master Hui Chung
started the waves so that this guy can see. He started a wave the first time, he started a set of waves second time, so that now this Indian monk can see the waves arising. However, when the natural master stopped thinking, then the monk could not see anything arising. Thì cái này cũng trả lời hôm qua quý vị hỏi tôi là làm sao phân biệt chân tâm vọng tâm đó. Chân tâm là cái không thứ ba mà ông Quyền Trung, ngài Quyền Trung này vào này con cái ông Tam Tạng Ấn Độ không thấy nè. Còn cái hai câu đầu là vọng tâm cho nên ông Tam Tạng Ấn Độ không thấy. Thì okay. Cái... Any question? I thought mắc hiểu. Easy. You do it with grace. Don't go like this, like you. I got you. Mấy cái người không nhận aggressive, they're so aggressive. Mấy cái người này không nhận hung dễ sợ lắm. Không nhận cái hỏi có cái khói thọc tay lên như là muốn bắn người ta vậy. It's just like a bullet. Go. Yes. Yes, the one in front. He forgot already. The bullet has been shot. Bắn hết đạn. Thưa thầy, trong cuốn Cẩm Nang Thiền thì thầy có nói là có một ông thầy ngoại đạo là hay nhìn cái lỗ rốn của người ta, thì khi mà ông muốn xem cái lỗ rốn của thầy á, thì ông nhìn không có thấy, thì có phải là thầy nhập vô cái chân không? Ask him question, is it the question or not for me? It's not things. The things are better left alone. That's called emptiness. Can không rồi không nên hỏi những cái chuyện như vậy. So he says in the Chan handbook, I talked about the fact that there's a externalist who very fascinated by, he says Taoist. He's fascinated by the Tan Tien, and so he says. He told me that he's been spending 10 years looking at people's Dan Tien, the cultivators' Dan Tien. Thì câu hỏi là thầy kể chuyện lại lúc trước thầy gặp cái ông ngoại đạo, ông tu theo đạo giáo đó. Ông chuyên môn nghiên cứu về cái Dan Tien. Có nghĩa là ông gặp những cái người mà tu hành đó, hoặc hòa thượng này nọ, when he met monks or people who cultivated, ai mà tu hành, ông chạy tới, ông quay tới cái Dan Tien người ta ra sao. So he observed people's dandy, okay? So when he came to see me, he says, you know, I mean, observe people's dandy. I'm fascinated by that. And since I heard people talking about you, may I have your permission to look at your dandy. And I con nghe nói tới thầy, con xin phép thầy. Ngày hôm nay con thầy cho phép con nhìn tới dandy của thầy. And I said, of course, please go ahead. And cái ăn điện đó. Xin mời ông tự nhiên. So he immediately crossed his legs like Julie now. He started left leg up, right leg up. Thì ông bắt đầu giống như cô Di đang làm vậy đó. Cô đừng tréo chân trái lên, tréo chân phải ngồi phạch, sách đảo. Close his eyes. And, you know, he's very serious about it. Rất là nghiêm trọng. And he knew that he later told me he has a process. He actually opened his spiritual eye. Thì sau này ông mới giảng thầy mới biết là bên phía ông cũng có cái thế võ mà ông dồn cái khí để mở cái thiên nhãn của ông ra. So that the Taoist, the way he practices, he has a way. And you guys can come and learn from him. I don't know how to do it. So they have this process of using the chi so that they open their spiritual eye. In Dao, yeah. Now Sarah is, wants to go talk to him. You can tell right away. It's okay to go talk to him. I think Uuk later went and talked to him.
And I asked him how to do it. I think he taught Ook how to do it as well. That trader. Sau này cái một người rước đệ tử cũ của thầy đó, nó nghe như vậy, nghe nói thầy đó, các vị cái vị tới đó mà học cái mở cái thiên nhãn này phát này vui lắm. Lọt tọt chạy tới nó đòi chữa bệnh ngay lập tức, xong nó xin học cái pháp đó, rồi kêu ông truyền cho nó. I don't know what happened to him, but to his spiritual eye. But anyway, this guy here has a way of opening his eyes. So it's a skill. Nó có cái phương pháp mở cái mắt như thường. It's like you put on your glasses, giống như mình để kính người cận thị mà để kính vào vậy. Just like you nearsighted, you put on your glasses. Look at all these, ai cũng thèm thuồng. Every one of you is so impressed. Còn nghĩ xíu gì cô nhé. And so he opened his spiritual eye and looked at my Dante, and he looked for about 1 minute, and his face actually turned white. Yeah. And he immediately unbuckled and opened his eyes. Ông gì đó, ông nhìn thầy, ông đìa thầy cả một phút đồng hồ. Xong rồi xong bộ như mặt cái tai mét, xong duỗi chân ra ngay, mở mắt ra đứng dậy. And he stood up and talked about something else. Okay, so the question that the hungry Vietnamese Shakshamana back there, câu hỏi mà sư cô mà thích giả so này, không phải thích Samana nhưng mà thích giả so, hỏi này, cô đang đói lắm, hỏi là cái đó phải thầy vào chân không là không, so is it, did I enter this true emptiness thing here. Thầy Hiện Trì nghĩ sao? What did Master Chien Trì say? Chứ nó còn chưa có tới, không biết. He said, he has no idea. He's not there yet. I'm not there yet either. Thầy cũng chưa tới chân không được. I really don't have no idea. I did nothing. I honest to God. Thầy nói cho quý vị nghe, thầy không làm gì, I did nothing. It's not like I said. Giống như là mình người khác cũng là lấy cái như mấy ông thầy ở đệ tử ngài Chân Hóa là húp, đâu có vào được. Master Shaw disciples go húp, you cannot enter. Right? This is my private space. That's why he's very polite. Thằng ông đàng hoàng lắm. He says, I'm gonna penetrate you and look at your navel. Có nghĩa là khi ông đòi nhìn cái đan điền mình đó, là ông nói là ông xâm phạm mình đó. Okay, he's entering my country. He's infringing upon my sovereignty. Okay, là nó vào cái quốc gia của thầy đó. Okay, thành họ phải xin phép trước. So that's why he's very polite. He says, I may have your permission to do that. Okay. And I'm sure he never asked permission for all the other monks. Mấy người khác, ông quái tỉnh bơi thôi. Ông hơi sợ thầy. He's a little bit scared of me. That's why he asked, may I have your permission? Thầy nói ông hơi khớp khớp. Thầy nói ông nói là cho xin phép thầy con coi thử. And I know that Master Xuyên Hoa's disciples, I met quite a few. Nhớ mấy cái ông sư. Mấy ông sư mà đại đệ tử ngài Thiên Hóa đó. I used to do that. I used to who are you? Thì lúc mà thầy còn trẻ, when I was a nervous monk, I used to what are you? Giống như mấy cái tụi mà ni bên vào bên thành vậy. Just like the nuns at the CTTB, the moment they look at you, so, who are you? So I used to have that bad habit. Hồi trước thầy có cái tật xấu như vậy, thấy là trố mắt là mình nhìn. Okay. And that's why the monks at the CTTB whoop, thành cái tụi ông sư mà phải là bạn thành là chen là tức phục không cho vào. Okay, so the monks at the CTTB knew that they'd be scrutinized, so they say no, my shield is up, you can't enter, không cho vào. And guess what? That's how I knew who's the second patriarch was. Lúc đó thầy mới biết nhị tổ là ai ngay lập tức.
his shield is the best. Tại cái mộc của ông là tốt nhất. Ah, you see, that's a drawback. If you got the point, quý vị thấy không? Tại vì ông bị lộ chân tướng ra, lộ if you cover yourself up, then you reveal the quality of your shield. Cái người mà lấy cái đem cái mộc ra mà che mình đó, nó lộ ra cái bản thân của cái mộc mình. Okay? So that's when I learn. Don't do anything. Này bởi thầy học ngay bài học đó thầy nói muốn vào vào đi. Okay? So that's one of the first lessons I learned. You want to come in? Come in. Oh, come on in. Make sure you leave something in a donation box. Cứ vào coi đi rồi nhớ bỏ thùng phước sương nghe con. So that's why I learned from CTTB, everyone. Ai cũng dơ ra rồi che là không cho mình vào. Lúc này vội nhí. And so honestly, I did nothing. Thế hồi đó thầy không làm gì hết. I just sit there. You want to look? Go look, So no, I don't know what I had, but apparently he couldn't see anything. Thầy không làm gì hết mà ông thấy được gì hết. That's all I know. Thầy chỉ biết chừng đó thôi. Tại vì thầy mới hỏi. That's why I have to ask my sister, is that true emptiness? Giờ thầy mới hỏi thử, thầy hiện trì xác nhận cho thầy cái đó là phải là chân không là không. I was hoping he'd say, yes, master, that is true emptiness. Hy vọng ông đáng đi ông phải trả lời. Ông này mà lần sau con phải dò con nói là con tin rằng đó là chân không, thưa sư phụ. He should have said, I'm teaching him that in the future, he should say, great master Yung Hoa, I really believe that's true emptiness. So I don't know. Mà trả lời, thầy không biết. Going back to master Xin Chữ. Có một lần thấy thầy nói đàn hay không? Yeah. You don't have to answer. Hồi đó năm 75, tôi niệm Phật ở trong tù được 3 tháng. Thì sau khi thấy Phật rồi thì có một người nói với tôi là ngày mai thì Phật Thích Ca thành đạo. Thì tôi mới giỡn, tôi mới vô, tôi ngồi trong chỗ của tôi, ngồi trong tù đó, tôi xô mấy người đánh cờ ra khoảng 6 giờ chiều. Thì tôi nói Đức Phật đã thành đạo, có vợ có con, thì tôi có vợ có con, ngày mai tôi ngồi tôi cũng thành đạo. Tôi nói giỡn thôi. Rồi tôi vô tôi ngồi trong văn, tôi sợ mấy người kia cười. Tôi văn cái mùng lên tôi ngồi vô. Thì tôi vô tôi đâu biết Phật ngồi chiếc già sao đâu. Cái mình nhớ là mình đi chùa mình thấy cái hình tượng Phật vậy đó, cái tôi kéo chân lên. Vừa kéo vô thôi là tự nhiên nhà cửa thân thể tôi mấy người tù mất hết. Trống không còn gì hết. Lâu lắm tôi thức dậy thì họ còn đánh cờ. Thì sau khi tôi xuất gia lần đầu tiên tới đây thì tôi ngồi thầy bắt ngồi đau quá. Tôi vừa nhớ cái cảnh nó vô như vậy nữa. Tất cả tôi thầy giới rồi bên đây thầy mất hết, bên đây mấy người nữ mất hết, cái chùa mất hết. Thì tôi cứ lầm tưởng cái đó là cái chân không. Tôi mừng lắm. Sao tôi đợi mấy ngày sau tôi hỏi thầy, thầy nói chỉ là một cảnh giới thôi chứ không phải là chân không. Tu tiếp. Thành ra nãy thầy hỏi tôi giờ như thế nào, tôi nói thật sự tôi cũng chưa biết. Chừng nào mà sau này tôi, nếu may mắn là tôi thấy được cái đó, thầy ẩn chứng thì tôi mới dám nói, giờ tôi cũng tưởng tượng thôi, tôi không biết. So he entered samadhi and he saw nothing. Everyone disappeared. The temple disappeared. So on. So he asked me once, "Is this true emptiness?" And I said, "No, you're quite far away from true emptiness." So he says that maybe in the future, when I continue, I told him to continue to practice. And so Master Shinchu says, "So that's my goal, to continue the practice. And maybe someday, Master will certify to me is true emptiness." Mấy bữa nay tôi nghiên cứu đây thì tôi thấy thầy dạy đúng. Là tôi còn thấy một cái chủ thể thấy cái không đó là hai cái rồi, đâu có phải là một đâu. Đâu phải là một cái không duy nhất đâu. Thành ra thầy nói chưa là phải. So now you thought about it and said it's probably correct because I still see myself looking at something that's empty. There's two. Therefore it cannot be true emptiness.
Còn hồi nãy Hòa Thượng Huệ Trung đó, Ngài nhập vào cái không đó luôn. Thì nó khác. Một cái không đó với Ngài là một thôi. Thì nó khác. Thì nó cái con quỷ kia, cái ông Tăng kia không thấy được. Thì ở đây nãy quý vị hỏi tôi cái không như thế nào, thì tôi lấy cái cốt của Tổ Bách Trượng nè. Bách Trượng là cũng là thị giả của Ngài Mã Tổ. Còn mình đi xuất gia hồi tuổi là có chỏm hả? Rồi là xuất gia rồi qua làm thị giả cho Mã Tổ luôn. Thì Ngài... Wait, okay. I have a second question here. So the answer to your question, hungry person, is that I have no idea, okay? I did nothing, absolutely nothing. Not thầy không làm gì hết. I'm too lazy anyway. Thầy lười chứ sao? I don't do anything. Yes, ma'am, there's a second question here, Master Xian Chi. The second bullet. Is there an answer? He used this more than four sentences. I couldn't follow him. The reason I put a limit at four because my memory banks are limited. You said four, I started overriding myself. Thì Mã Tổ nói có hạn, thầy mà thứ gì mà xài mà hơn bốn câu là thầy bỗng nhiên thầy là thầy bắt đầu là hết chỗ mà nhét vào là chịu thôi, không nhớ được gì nữa hết. Cái Emptiness này từ tích của Mã Tổ thì thầy ngắn thì tôi rất ngắn như này. Tổ Bách Trượng cho biểu mình lìa tất cả vọng duyên. Ngay khi mình lìa được như vậy, tức là mình đã vào trong cái Emptiness đó. So Master Bai Chang says you should separate yourself from, distance yourself from all the false conditions. And if you are able to do that, then is what? Thì lúc đó là mình sẽ là như Phật, tức là mình trong cái then you are just like the Buddha. Thì cũng như trở lại cái thí dụ khác là quý vị thấy nước với sống. Bây giờ mình biết sống là nước. Cái sống hay là mình biết nó là nước thôi. Thì mình đừng có chấp cái sống nữa, thì sống với nước là một thứ thôi. Okay. So what do the Chinese have to say? Chinese people. Hey, Chinese people, Taiwanese and Chinese. Yeah. What do you think of a difference between emptiness and true emptiness? What is emptiness? What does the Chinese literature have to say? You know, emptiness. Kung shi shen ma? Zhen kung shi shen ma? You remember reading it? Okay. How about you? You Chinese, you can read these things. I have to go to your language to learn about kung and zhen kung. And I'm finding out you Chinese people don't even bother reading these things. Cái mà khi bị thấy cái đời nó tréo cẳng ngỗng dễ sợ không? Mình không phải người Tàu, phải đi học, trầy đi trắc vậy học tiếng Tàu, học được một chữ, nhớ là quên một chữ, học chữ mới thì quên chữ cũ. Mình trầy đi trắc vậy như vậy xong mình để mình nghiên cứu cái không, cái chân không là gì. Ngược lại mà hỏi người Tàu, người ta sinh ra, ta biết chữ Tàu ngay lập tức rồi. Mà hỏi quý vị có biết chân không hay sao, đọc cái sách vở quý vị nói sao, mà nó không chứ bao giờ đọc hết á. Rõ ràng đồ mất gốc. Okay, you guys have become Americanized. You're no longer Chinese. The Chinese have the Chinese knowledge of kung and cheng kung is the most accurate. Cái tài liệu về không với chân không bên Tàu chính xác nhất. Dịch ra là nó lủng củng. When you translate it, it has problems. You have problems because the translators don't know what they're talking about. That's why you need to go back to the original Chinese text. Thành ra, thầy nói cái này để chia sẻ cùng quý vị biết là các vị tổ sư, người Tàu, như Ngài Bách Trượng Thiền Sư thấy được cái chân không rồi. Thành lúc Ngài giảng chân không với không, Ngài hiểu là cái gì. Mà khi mà cái người mà thông dịch ra tiếng Anh, tiếng Việt này nọ không thấy được á, dịch trật, thành ra nó bắt đầu nó lủng khủng. Ok, thành ra phải muốn học cái chính xác nhất á, phải trở về lại tiếng Tàu mà học. Ok, that's why I said whoa.
So that's why I said the Chinese text on Kung and on China, emptiness and true emptiness is by far the most accurate. The translation, you tend to lose a little bit. That's why I eventually had to go back on the original Chinese text to study it. Okay? No, nothing? So they're researching Kung and Chen Kung. Anyway, so what is Kung and Chen Kung? And so what's the emptiness and true emptiness? What's the difference? What is Kung? Kung là cái gì? Không là không, tự nó đứng vững, nó phải nhờ những cái khác, nó có cái thành một cái vấn đề giữa, chẳng hạn như bây giờ một cái chén, nó do đất, nó do nung, nó do thợ, nó đủ thứ, nó thành cái chén nó không tự tánh. Còn cái chân không nó cho ra tất cả nhưng mà không thấy nó đâu, chẳng hạn như trong Bát Nhã đó, ở trong nó không có gì hết á. Nô thọ tưởng hành thức, nô không có tứ diệu đế, không có gì hết á, nhưng mà nó có tất cả, cái chân không đó. So according to Master Xianzhi, he says that emptiness is the fact that that you depend on conditions for your existence. For example, if the bowl of rice you're eating today is made of clay, made of water, made of labor, the person who molded the bowl you're eating, and then they is also need a condition of the aid of fire, that they need to put it in a kiln and fire it. Okay, so that now you have a clay pot, a clay bowl, and then you use it, and then to it comes finally in the take the shape of a bowl. So that's why the bowl itself, actually its nature, its ultimate nature is empty, because without all the conditions of clay, of water, of the master craftsman, of the fire, okay, then it would not be there. Nghe có hiểu không? Yeah. Does it make sense? Yeah. So that's the classic definition of emptiness. Cái đây là cái định nghĩa mà theo sách vở về cái không. Is that clear? This is the Buddhist definition. This is the book's definition of emptiness in Buddhism. Phật giáo mình không là định nghĩa như vậy. Là cái không nó, là cái vốn, là cái vốn nó, là cái tánh nó là không có gì hết. Initially, it's nothing there. But for it to come into existence, you see it as a bowl, it's because of the various elements that has to get together to create a bowl. Tại nên cái không trong Phật giáo mình nói là vốn nó là không có gì hết, mà tại vì nhờ những cái trợ duyên, nó mới tạo ra một cái bát, nó tạo ra một cái bàn. So that because of these aiding conditions, that you have a bowl, you have a table, vì có trợ duyên tạo ra một cái bàn, tạo ra một cái ghế. You have the aiding conditions for you to for someone to create, to make a chair. But initially, if you reverse it, you take it apart, actually it's nothing there without these aiding conditions. Tại nếu như quý vị nhìn cho kỹ, nếu như mà quý vị mà không có những cái trợ duyên đó thì cái ghế nó không thể có thành hình được, cái bàn không thể thành hình được, cái bình bát nó không thể thành hình được. Okay? Vì vậy, tất cả những quý vị thấy, that is therefore everything you see, including yourself in the mirror, ngay tất cả mọi việc quý vị nhìn thấy, ngay khi mình nhìn tới gương đó, okay, you are also empty, quý vị vẫn là không luôn đó. Is it clear? Because you are originally, yeah. Now Sarah is no poke fun at me. Ah, yes. I raised my hand. Yeah, Rose. Yes. But wouldn't there be some kind of energy left at the end? You break down to all the way to the bottom of the things that we perceive. There's nothing left. You break it all apart. There's nothing left. Nothing, absolutely. Nothing left. There's no energy. For example, the bowl is inanimate. There's no energy in the bowl.
It's insentient. It's no energy. When you break it down, the ball, whatever that it makes of it, like atoms. Even like let's say you have the shears, it has energy there. Okay, yeah, that's magical. It's you cannot talk about it because we're talking about something that's spiritual. We don't know. I don't know. But we talk about regular thing. Let's say yourself. Okay, you have energy. Okay, you look in yourself mirror. You see this face and this beautiful hair. Nhìn trong gương, mình thấy đó. Mình thấy rồi, tóc mình đẹp. And có một cái sức lực ở trong đó. Có một cái lực ở trong đó. Một cái sinh lực ở trong đó. There's life energy there. Okay. However, if you take away what makes us up, như này quý vị lấy, quý vị mà phân tích nó ra. Okay. Let's say you take apart, you shave your head, cắt cái tóc ra. Okay. Mình cạo đầu đi. You have a beautiful, beautiful, you look even more beautiful. Cái đầu mà trọc nó còn đẹp hơn nữa. Commercial. Đang quảng cáo một tí. Put up with us, please. Since the class is free, we need to do some commercial time in here. Tại cái lớp mình nó miễn phí, thì thầy phải quảng cáo một tí. Okay. So, again, I repeat, you shave your hair. It's so much more beautiful. Okay. And then let's take a step further. Let's say you take away the heart. Yeah, quý vị lấy cái tim ra. Okay? What happens? You're dead. Please don't. That's the first reaction. Please don't. Don't take my heart. Sounds like a song. So let's say you take away a heart. The heart itself is part of your aging condition. For you to be a person. Thì vì thấy không? Cái tim mình đó là một cái thành phần của cái trời duyên để mình có một con người. Tại nếu mà lấy cái trời duyên đó ra đó, if you take away the heart, that aging condition of the heart, then what are you? You are a corpse. You no longer a person. You become a corpse. Lúc đó quý vị trở thành một cái thác, cái xác chứ không phải là con người nữa. Right? Therefore, at that point, what happens to your energy? Like the life force is gone. Lúc đó, cái sinh lực quý vị nó biến mất luôn nè. So that's why, that's my proof to you that after you bring it back, you take away from all these 80 conditions, there's nothing left. Not even any energy. Thành thầy mới chứng minh cho cô này thấy rằng nếu mà lấy cái thân mình, mà lấy cái tim mình ra, người mình trở thành cái thây á, thì lúc đó, cái xác, thì lúc đó không còn cái sinh lực gì trong nữa hết á. Thì cuối cùng khi mình bỏ hết tất cả những trợ duyên này, mình trở về lại cái không. Không có gì còn ở đó gì nữa. Ngay cái sinh lực cũng không còn nữa. Alright? No, nothing left. That's emptiness. Cái đó là cái không. Is it clear? Okay? Thầy trả lời đúng. Người ta trả lời không, hỏi không. Phải dùng đó là cái lời sách vở dạy. Là đúng. Okay? So that's the correct answer. Emptiness is the fact that is the true nature of things. Where, because everything we see, okay? And tất cả cái gì quý vị thấy, everything you hear, cái gì quý vị nghe, everything you taste, khi mình ăn, okay? It's the nun's fault. Okay, tất cả gì mình ăn là toàn là lỗi sư cô hết á. Whether it's salty, nếu nó mặn quá hoặc nó ngọt quá, it's too sweet, okay? Too sour, her fault. Okay? Yeah. Thì đó là cái trời duyên của sư cô. Okay? You take the sư cô away, lấy cái sư cô rồi bỏ đi, you know? Để trong cái thùng. Okay? Then is no more food. Đồ ăn nó biến mất. Agree? We can't have that, can we? Đương nhiên chúng ta có thể có được. And therefore, anything can be empty but food. Thật ra nó thiệt nói mà nó rõ ràng. Tất cả thì không được, nhưng đồ ăn không thể không được. Makes her feel better. Lâu lâu vuốt bà già cho bà khỏi. Okay? So everything that we see through our five organs, tất cả những cái gì mà quý vị thấy qua năm cái giác quan của mình đó, tai, mắt, mũi, họng, thân, tai, mắt, mũi, họng, thân, và cuối cùng cái tâm mình luôn, including your mind,
Okay? Ngay cái tâm quý vị luôn nữa. All those, whatever you perceive them, are actually fundamentally empty. Nên tất cả cái gì quý vị thấy đó, nó đều là không. Tại những cái gì quý vị thấy đó là chỉ thấy những cái sự góp lại của những cái trời duyên. Whatever you see here is the amalgamation of all these 80 conditions. Is that clear? Does it make sense? Does it help? Yes. That is the concept of emptiness in Buddhism. Đây là cái quan niệm của cái không bên Phật giáo mình. Is that clear? You understand my suggestion yet? That's how you explain emptiness. Okay? It's here because 80 conditions. When you take away all the 80 conditions, nothing actually here. So that's why each thing here you see and all the sense organs are actually empty because they all depend on 80 conditions. Thành trong cái Phật giáo mình á, tất cả những cái gì mà quý vị, cái giác quan quý vị thấy được á, okay? Nó đều là không, vốn là không hết. Tại vì nó chỉ cần cái trời duyên quý vị mới thấy được. That's why they're empty because fundamentally you need all these 80 conditions for you to perceive them. Okay? Yes. Conditions are created from the force, the karmic forces. That's correct. Và cái trợ duyên là gì? Trợ duyên do những cái nghiệp lực của mình. Đúng rồi. Okay. That's very good. Nghiệp lực của mình nó tạo ra. Okay. Yeah. Is that clear? Ai thắc mắc gì không? And that's why in Buddhism, when you meditate, when khi quý vị tu, mình học giáo khi mình tu, you begin to unravel all these conditions, and that's why you are able to let go. You see that everything is empty. Đó khi vị tu thiền, tu trong Phật giáo sẽ hiểu được cái nguyên nhân. You see the cause of what of these 18 conditions. That's why you say you can put down your attachments. Tức là mình có thể bỏ được tất cả những cái chấp trước của mình. Questions? I don't think you get it. But that's okay, you know. Huh? Thầy nói thì có thể quý vị có hiểu không? Of course not. Because you haven't got there yet. Tại quý vị chưa tới, thành chưa tới đó, quý vị chưa hiểu được thầy ý thầy nói. Phải giống nghề cho em. Yes. Does it help? Any other questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. So that is the meaning of true emptiness, right? No, that's just emptiness. He struggled a little bit when he talked about emptiness. Thầy này ông nói lúc đầu cái câu trả lời ông về cái không nó trật. That's why phải tập cho quen mỗi lần câu hỏi không trả lời như vậy. Okay, là cái trợ duyên. Thành ra Đức Phật mấy ngày bắt trưởng mới nói là mình bỏ tất cả những cái duyên phụ đó đi, đừng chú ý, đừng có dính vào nó nữa thì mình sẽ vào được cái true emptiness. Not quite. Tức như như Phật. Not tầm bậy. Not tầm bậy. So it's just emptiness. That emptiness, let me clarify for you. And maybe that's all the time we have today. Sắp hết thì giờ rồi. Thấy sướng này. Nói được có 5 phút rồi. Hỏi anh câu là chết ngắt luôn. He has so many materials left. He prepared for days. And he started with 3 sentences. And then that's it. He only used up 3 sentences. Mới xài được có 3 câu à. Đã ha. So it's very, very, this is not something you find it written anywhere. Quý vị không thấy cái này, tìm ra không có tài liệu trong cái này đâu. Why not? What happened is how the question you should be asking. Quý vị nên hỏi câu hỏi này. He said, how do I see emptiness? How come I cannot see emptiness? Quý vị phải nên hỏi, nên thắc mắc là tại sao tôi không thấy được cái không? Right? Phải cô Lan? Đúng không? Cô Lan thì nói làm sao tôi thành triệu phú? And Lan says, I would like to, how can I become millionaire? Okay? Nói người mà Phật tử chân chính, thế người mà tu hành, người mà có trí huệ sẽ hỏi là tại sao tôi không thấy được cái không? When can I see? Okay. Yeah. Yeah. Okay.
ông có hai câu thơ này, hai câu tác này cho tụi mình nghe là vừa sống thêm không lãi, vừa sống thêm không si. What do you say? This is Chiu Chao language, which I haven't learned yet. Tôi từ hư không đến, tôi trở về với hư không. Master Chuyên Hoa says, according, she likes very much. She says, I came from emptiness and I go back to emptiness. I return to emptiness. That's right. That is true emptiness. Cái đó là chân không. That's where he came from. Oh yeah. That's what he said. She said she's correct. Hỏi rất là chính xác. She's dead on. She said he came from true emptiness and he returned to true emptiness. Cái người này là từ chân không tới sẽ trở về là chân. All right. Anyone else? What? I translated to you already. I came from emptiness. I returned to emptiness. That's it? Yeah. So that emptiness there is actually true emptiness. Nope. Okay. So why can't you see emptiness? Because it's empty. Tại sao quý vị không thấy được cái không? Who can see emptiness? Ai thấy được cái không? She sees emptiness. Cô này thấy được cái không? When we come, it's empty. When we go, it's empty. He says, when we come, it's empty. When we go, it's empty. Khi tới, nó không. Khi đi, cũng là không. How depressing. So why bother making money? Như vậy thôi, mình làm tiền làm cái gì? Why bother getting married? Tại sao lấy vợ làm cái gì? He says, when you die, you can't take it with you. Yeah. So why bother living? Tại sao sống làm cái gì? Mình không mà. Hả sư cô? Mình không, mình từ không tới, mình từ không mình sẽ trở về với không. Thì mình sống làm cái gì? Mình là không, mình sống làm cái gì? If you empty, why bother living? Yes, ma'am. Why do you bother living? She has a question. Yes. Okay, any other questions? Okay, he says, you stupid. That's why you see everything is real. That's right. That's correct. Mình, she answered right there, right dead on. Trả lời ý chắc ngay như đánh đinh vào nên cái đầu đinh vậy. Bong. Great answer. Trả lời đúng quá. Tại vì mình dốt, thế nên mình mới không thấy được cái không. You stupid, that's why you can't not see emptiness. Yeah? Allison? Đúng rồi. Phải giống như thầy, thấy cái không. Chừng nào ăn mới không thấy cái không thôi, chứ còn mà thường ngày thấy cái không. He says we are so confused. That's why we cannot see emptiness. So that's why we keep on hoarding and we can't carry the weight. Càng ngày nó càng nặng quá đi. Tại vì không thấy không, thấy bao nhiêu chụp bao nhiêu. The more you see, the more you grope. Thấy là chụp, right? And that's because you don't see its emptiness. Sự thật là vậy. Quý vị thấy mà chụp là tại vì chưa thấy nó là không. That's the answer to the question. Mình không thấy không được tại vì quý vị
vẫn còn chấp trước. You cannot see emptiness yet is because you still have attachments. Okay? You think that the baby is so cute. Thấy đứa con nít nó, nó dễ thương quá. And can I carry it? Cho nừng nó tí được không? That's attachment. Attachment to what? Chấp cái gì vậy? Cuteness. Chấp cái dễ thương. What else? Attachment to what? Come on, quickly. Sean, what are the attachments? You see the baby, he's so cute. What attachment do you have here? It's a baby. Attachment to babies. That's correct. Chấp trước về đứa con nít. Okay? You wouldn't do that to a dog, would you? Con chó mình có thấy nó nựng không? Không. You never attach to a dog. Okay? What are the attachments are there? Còn chấp trước nào khác nữa? Notice how someone is so quiet. Umbalansisan. Yes? What other attachments are there? Còn gì nữa? That's it? No. Yes, sir. You attach to his skin. It's so soft. Baby skin. Yes? Rờ cái da nó mềm, nó nhẹ. Okay? So baby skin. Okay, what else are there? What are the attachments? Còn chấp trước nào khác? Come on, quickly. I'm running out of time. Hết giờ rồi. You only have 7 minutes. Còn 7 phút nữa thôi. Yes, sir. The smell of babies. Oh, talc powder. The baby powder. And then someone here says the baby formula. Sữa con nít, mùi nó còn mùi sữa. Yes. What else? Yes, sir. Responsibility of having a baby. Yes. It's, he's my baby. Oh, mama's baby. What else? What other questions are there? Innocent. Oh, thank you very much. Can I hear something? Do I hear more than innocent? Có ai muốn cộng thêm ngoài cái sự ngây thơ của nó? What else are you attached to? The smile of the baby. The smile of the baby. Oh, yes. What else? Nó cười dễ thương. What else? Has no teeth yet. Cười mà nó xuống. It's kind of cute, isn't it? No? Yes. What else is there? The sound. Dễ thương, it's so cute. Even the sound is so cute. What else? Hồ Dín says in the future he'll support me. Cô quả gần nói bữa nào tao già nó sẽ nuôi tao. He'll pull me across the street. Dắt mình qua đường. Okay, very good. That's an attachment. You see what I mean? We have so many attachments. Quý vị thấy dễ sợ. Mình chấp trước. Nó chồng chất lên nhau. Attachment on top, attachment on top, attachment. You see that? Cái đó là tập đế. That is called accumulation. Tập đế thưa quý vị. Your attachment are layered. Chồng chất lên nhau, những cái chồng chất, những cái chấp trước mình nó chồng chất lên nhau. You see that? That's why we cannot see emptiness. Vì vậy chúng ta không thấy được cái không. Om. Got the point? I know I'm clowning around, but that's the concept of emptiness. They đùa quý vị chơi, quý vị thấy đó là cái quan niệm của cái không. What is emptiness? Why can't we see it? Không là cái gì mà tại sao mình không thấy được? Mình nói thôi. This is what happened is that people, you know, like the Korean monk, the monk yesterday, he talked about emptiness. Thằng ngày hôm qua cái ông sư ông nói chuyện mình đó, mình qua được 10 phút đó, là ông nói về cái không. Ông nói về
tôi hay, tôi giỏi, thầy tôi giỏi, you know, I'm great, my math is great, my knowledge is great, okay, it sounds like attachments to me. Những toàn là tôi hay, tôi giỏi, cái tuyệt vời như vậy không? Thấy rõ ràng ông nói toàn chuyện chấp trước không? Agree, disagree, right? He only talks about attachments. He says, you know, I like to do this, I like to do that. Hi, baby. Nice outfit. I'm gentle. Tôi nói chuyện một cách dịu dàng, nhẹ nhàng. I'm a superior monk, so I talk một cách từ bi bác. I talk in a way that's lofty and, you know, transcendental. Right? It's like someone who's seen true emptiness. Những cái người mà thấy được chân không sẽ nói chuyện như vậy, I think. Thầy nghĩ như vậy. Okay, so this monk here, that monk there, only describes his attachment. Khi vì nghe cái ông này nói pháp, toàn mô tả những cái chấp trước ông không. He only talks about his attachment. Nó toàn cái chấp trước ông không. Agree, disagree. Yeah. Mấy nhỏ này nó về sớm là nó nghe. These people left early, that's why they said, if master doesn't speak Dharma, we leave. Tụi nó tới rồi nghe ông thầy nói pháp, ông thầy không nói pháp, đi về. Okay? Nó không thấy được cái không. That's why they cannot see emptiness. Okay? You got the point? See, this is what happens to the people who go to the temple. Khi về tới chùa như vậy. Nghe, tới chùa nghe. Mình nghe toàn cái chấp trước không? All you hear about is the attachments of the monks. Yes or no? And even including someone, you know, Allison, someone last night said, I want to remind all of you, this is not Korean chant. Có người cũng có nói với thầy á, đến 9, 7, 8, 9, 10 lần. À, tôi xin nhắc lại quý vị, cái này không phải là cái thiền của Đà Hàng đâu. Huh? It's not. It still is and will never be. Nó không bao giờ nó trở thành thiền Đà Hàng. Yes, it's not possible. Okay, không thể nào thành điên. Okay, that's attachment. Okay. That is why they cannot tell you how to see emptiness. Cái người mà nói pháp, nói về cái chấp trước của họ, nói toàn mô tả chuyện chấp trước của họ, họ không thể nào nói về cái không được, không hiểu cái không là cái gì. All right? So, the original question is, can a fourth stage arhat see emptiness? Yes. Only fourth stage arhat can see emptiness. Cái người tứ quả arhat mới thấy được cái không này. Why is that? Tại sao như vậy? What does the book say, Master Xuyên Trì? Sách nói sao? He doesn't know. Master Xuyên Trì, what do the book say? Why does the fourth stage arhat can she see emptiness? Tại sao cái người đó có quyền thấy được cái chân không? Why? Yes, Master Xuyên Trì, tại sao người đó thấy được chân không? Tại vì người đó người ta dứt hết cái chấp trước phiền não của họ rồi. Thấy phiền não hả? Nó sao? Repeat that. Yes? Why does the fourth stage arhat see emptiness? Tại sao người tứ quả là hắn thấy được cái không? Yes, ma'am. In the previous lecture, you mentioned the fourth stage arhat to go to the state called non-conditioned dharma something. I don't remember that. Okay, yes, ma'am. No attachment. No attachment. Yes, no attachment. Yes, no attachment. That's right. Cái người tứ quả la hán đã gạt hết tất cả những cái chấp trước mình rồi. He's no attached anymore. Okay. Yeah, he's not attached at all.
So he sees the baby skin, you know. Thấy da baby đó. He says, giống người mù vậy. You see that? Okay, that's why. Yeah, yes, ma'am. Tại sao thầy đụng tay phụ nữ hả? I don't have that problem. He says, if the four stage arhat has no attachment, why are they afraid to touch a woman's hand? Nghĩ cái đó là thầy trả lời, thầy cũng có vấn đề đó. Nghĩ là cái giới luật của họ thôi. I'm no four stage arhat, but I don't have such attachment. Thầy cũng phải tứ quả là hắn, thầy cũng có cái chấp trước đó. Yes. He says, so what is that? Why use that? It's, you mentioned there's an they have an attachment. It's an attachment, but it's not the same attachment as you. Ông này có chấp trước, như là chấp trước khác, cái chấp trước của cái người phàm phu. The attachment, when we talk about attachments, there are different types of attachments. Khi nói về cái chấp trước, có những cái loại chấp trước khác nhau. There are attachments of lay people. Người phàm phu nó có chấp trước của cái người phàm phu, khiến họ không thể nào thấy được cái không. The lay people, regular people, you know, have attachments of lay people. And that's why they cannot see emptiness. You see that? Whereas the arhats also have an attachment of the arhats. That's why they cannot see true emptiness. Ngược lại, cái người A-la-hán, người ta có cái chấp trước của người A-la-hán, thành ra họ không thể nào thấy được chân không. Is that clear? We all have attachments. The Bodhisattvas have their own attachments. Cái người Bồ-Tát có chấp trước người Bồ-Tát. That's why they are not Buddhas, vì vậy họ chưa thành Phật được. Is that clear? Yes. Don't believe all the other monks say, oh, he's a Bodhisattva, oh my God, he's like a Buddha. No, he's not. Anh đừng có như mấy người khác nói là cái người là Bồ Tát, thì là Phật rồi. Thầy nghe thầy cái lòng nó xuống sao, trời ơi, sao mà hỗn dữ vậy. Bồ Tát là Bồ Tát, Phật là khác nhau, dễ sợ lắm. Bồ Tát có chấp trước Bồ Tát, thành chưa thành Phật được vì vậy. So, each one of us has attachments at our own levels. And that's why we're not Buddhists. Vì vậy, mình chưa thành Phật. Mỗi người chưa thành Phật vì những cái chấp trước khác nhau. Is that clear? It's not written in any books. Trust me, không có sách nào nói chuyện này đâu. Okay? Don't quote me. I would deny. Đừng nói thầy nói chuyện này. Thầy sẽ nói, sẽ chối dài. Yes. And that's now, from now on, we use this to signify important point. You want to do it? Okay, you do it. Next time, you wait. You wait, okay? Wait. We get the true emptiness soon and you can do it. Yes. Sao? Sao? Thế quả là hán như cục đất vậy, nhập Bồ Tát. Thôi Bồ Tát người ta thanh tao. Quý phái. Chọc chơi, chọc mấy nguyên thủy chơi thôi. Thầy nó chơi, đừng bất chấp nói là chết đó. Thảm phạm thượng nó ký đầu đó. So, is it clear? Any other questions? Yes, ma'am. Bồ Tát thấy được. It turns out that the arhats only see emptiness. Cái người Bồ Tát, người A-la-hán thấy được cái không. Nếu phải tới Bồ Tát mới thấy được chân không. Then you have to go to the Bodhisattva before you see true emptiness. Is that clear? Trình độ Bồ Tát mới thấy được chân không. Below that, it's not possible. Giữa A-la-hán với Bồ Tát không thể nào thấy chân không. Not possible. Okay? Nghe rõ không Hiền Trì? Yeah. Okay. It's not written in any book. Không có sách nào nói như vậy. But that's how you differentiate.
nói phân tách rõ ràng như vậy đó. Yes. Các cái chấp trước Bồ Tát nó vi tế hơn nhiều. Đó thường gọi là chấp trước mà gọi là vô minh, chứ còn chấp trước là thô, vô minh là nó vi tế dễ sợ. Bồ Tát thấy không nổi. Ok. Cái chấp trước á là cái mà của Bồ Tát nó vi tế quá đi, Bồ Tát thấy không nổi. Ok. The Bodhisattvas have their attachment of nature. Their attachment is so minute, so refined, so that it's very difficult for them to see it. That's why they can't see it. Okay. All right. Any other questions? So that's how I'm teaching you to answer true emptiness. And thầy dạy ông này các phương pháp trả lời cái chân không là như vậy. Thì cho nếu mà chạy vào cái nói là làm như theo bất trưởng nói như vậy thế thì chân không là chết đó, nó như vậy là ký đầu đó. So if you say, if you repeat like he said, you know, if Bai Trang says, if you you separate, you let go, you distance yourself from the sight and sounds, nói là như bất trưởng thiền sư nói cái gì mà bỏ xa, lìa xa xa cái âm thanh cái sắc này nọ đó, thì quý vị sẽ tới đó. Cái đó là không nói về cái chân không, ông này ông Bụ Nhân nói cái đó là cái chân không, anh nói tầm bậy, nghe rõ không? Thì là thêm chữ phải lìa tới 42 phẩm vị mới tới được. Đừng có thêm chữ. Khi mà nói con nó trích ra con nói cái lời đó thôi, đừng có thêm nói cái này có nghĩa là chân không là con chết. Là con dám nói những cái cảnh giới mà con không thấy được. Cái đó là bị ký đầu đó. Ok? Yeah. So I taught him that when you read the text and don't add anything, especially on the patriarch, this is a problem with monks and nuns. Đây là cái bệnh của mấy ông sư, ông pháp sư. Là họ, cái lời tổ sư dạy chừng đó thôi. You see the patriarch, pay attention, you men. The patriarch says so, you quote so, you don't add anything else. You hear? Tổ sư mà dạy chừng đó thì nói chừng đó thôi, không được thêm bớt gì hết á. Don't take out one word, don't add one more word. Đừng thêm một chữ, đừng bớt một câu. Ok? Không thêm bớt gì hết. Is that clear? Yeah. Because if you do that, you're creating offense. Quý vị làm như vậy, quý vị tạo nghiệp nặng lắm. Very serious offense. Nghiệp nặng dễ sợ lắm. Thêm một chữ, bớt một chữ thôi là chết. You misquote them, you're in big trouble. Tập trả lời như vậy thôi. Vậy nó trả lời tôi chưa biết á, ông thầy tôi chỉ dạy á, sao you answer. My master only taught me he didn't teach me about true emptiness. He taught me about who can see emptiness and who can see true emptiness. Ông thầy của tôi chỉ dạy tôi á là không dạy tôi về chân không, mà chỉ dạy tôi là người nào thấy được chân không, người nào thấy được cái không, người nào thấy được chân không. Ok? Yeah. That's how you answer it. So you don't answer the question. Con không thấy được cái chân không, con trả lời cho bị chân không là con chết. You haven't seen true emptiness yet. You try to answer, describe or explain true emptiness, you will be in trouble. Đó là mấy cái bệnh của mấy ông thầy đó. This is the problem that happens to people like him, people like Đại Lai Lama, people like Quỷ Chuệ. Mấy vấn đề mấy ông Đại Lai Lạt Ma, mấy ông sư như đó, sư gì đó. Sư ở ngoài kia họ thêm họ bớt. What happened is people they quote, and then because they don't know understand, that's why they add and they subtract a few things. Tích nhất hạnh cộng trừ những kia loạn sân hầu hết. Okay, and that's why the dharma is faulty. Thành cái cách dạy họ là cái nó bế tắc, nó bị lủng củng nhiều lắm. Cái dạy của cái vô minh, họ truyền lại cái vô minh cho quý vị. So what happens is that when you subtract and add to the teachings, your stupidity is revealed. Mỗi khi mà những người làm như vậy, họ loại ra cái vô minh, cái ngu si của họ.
That's what happened yesterday to that monk. Okay. Because I you know, he quoted, he said, this is the Buddhist teaching. Well, it's not the Buddhist teaching, because he took these words from the Buddha. Ngày hôm qua cái ông sư mình nghe đó. Ông nói là cái này Đức Phật dạy như vậy. Mà quý vị biết không? Thiệt ra ông nói Đức Phật dạy như vậy. Sao ông cắt bớt một chữ? Okay. So what happened is what he did is he took the Buddhist teaching in English. Not even the original Chinese or Sanskrit. He took it in English. And he took out one word and he added another word. And he said, this is the Buddhist teaching. Mấy ông thầy bình hoàng lắm á. Ông lấy cái lời trích của bài tiếng Anh, dịch tiếng Anh đã nó thiếu sự chính xác rồi. Ông còn lấy bớt một chữ tiếng Anh ra, ông thêm chữ tiếng Anh khác vào để ông nói cái ý của ông. Thành những cái lời giải là về bình, nó lộ ra cái chất trước của ông. So that's why when these people do the substitution, you see their attachments right there. You see that they're confused. Họ bị mê muội. Con có câu hỏi này. He has a question now. Là ở trong cái true emptiness á, nó có 10 cảnh giới. Là tứ thánh ở trên là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. 4 cái giới thánh ở trên. 6 cái giới phàm ở dưới là trời, thần, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Okay. Mình bỏ cái nhân nào vô thì nó ra 10 cảnh giới đó. Thì hôm cái ông đó, ông nói rằng cái pháp của ông để mà làm sao khi mà mình thấy aha đó là mình tạo một cái best human. Vậy là phải ông chọn cái đường, trong 10 cảnh giới ông chọn cái đường người không thầy? Đâu phải cái đường mà để đi lên đâu. Nghe mới là thầy nói rồi mà con cứ theo ở yêu là gì? Ông nói aha đó là nói chuyện tầm bậy không? Rồi, ông nói để mà tạo cái pháp, ông là tạo cái con người tốt nhất. Thì vậy là tạo trong 10 cảnh giới đó, ông tạo cảnh giới người thôi. Ông mô tả cảnh giới tầm bậy, ông biết gì hết. What he described about the aha moment of when you're about to die and you have the aha moment is nonsense. It's baloney. Let me ask you, if you don't have an aha moment until just before you die, what's the point? Quý vị thấy nó nói những cái chuyện, nó chuyện một cách đần độn. It's so ridiculous to me. Nó nói mình tu cuộc đời mình á, là để mình chuẩn bị cho cái lúc mà trước khi mình chết mình thấy được cái vẹn toàn này. Thì cái thiền mới chừng nó thôi. He says that we practice Zen is in order to prepare ourselves and meditate until this moment just before we die. And then you see this aha moment, you see this vast expanse, and you become a complete human. And my reaction is that if that's the only use of Zen, then it was of no use to me, because I want to make money right now. I don't want to know what's going to happen before I die. It's useless to me, because by the time I die, it's too late for me to do anything about it. Quý vị thấy không? Tại mình tu để mình chuẩn bị đến lúc khi mình chết mình thấy được cái hay của cái này ấy. Thì thầy nói cái vị ấy, thầy làm cái gì? Okay, tôi bây giờ tôi lúc mà tôi thấy được tôi chết tôi thấy làm cái gì nữa? Just before you die, you see these things. And what's the point in seeing me? Because you're gonna die anyway. Yes? Bong, bong, bong. Thank you. Quý vị đồng ý không? What kind of nonsense is that? And it's amazing, Master Xian, to you intellectuals, you don't even see that point. Mấy cái người mà trí thức, ta nghe thức, ta nghe nó ngọt tai thôi, chứ không dám hỏi câu hỏi nữa. To me, it's so absurd. Tu chỉ đợi trước khi mình chết để mình thấy cái đó thôi. Tu làm cái kỳ mốc gì? What's the point in practicing Zen and you have to wait until before you die to see it? It's totally useless to me. I want to
you know, make money, I want to eat, you know, I want to, you know, get married. Mình muốn ăn này, muốn ngủ này, muốn đi vui chơi chứ con cuộc đời mình làm mình đeo đuổi cái chuyện cuối cùng để mà thấy trước khi mình chết thì làm chuyện vô duyên lãng xẹt. Không ai mà tụi nó không ai hỏi được câu hỏi đó. No one could ask him that question. Isn't that amazing? Huh? I've been confirmed. Any question? You see the kind of nonsense. Hỏi như vậy mà thầy đi theo mấy cái tụi cà lâm nó làm cái gì? Thầy nói cà lâm rồi. Mà theo đi vào theo cái cách suy nghĩ cà lâm mình trở thành cà lâm như đó luôn. Hôm bữa thầy co 10 phút và chặn cái vị ngay đưa cho cái vị đi tiếp đâu. That's why I only spend 10 minutes showing you his total sheer confusion and the cloak under something called Zen. And by the way, a lot of Zen teachers talk like that. Thầy nói cái vị nghe, đại đa số những thầy Zen nói chuyện như ông này, it's all intellectual stuff. Cái Zen bây giờ nó toàn là trí thức không. That's why we call ourselves Chan, we don't call ourselves Zen. Thì chúng tôi không gọi là chúng tôi là Zen, chúng tôi gọi là Chan. There's no Zen for us because Zen is intellectual. Cái Zen mà quý vị thấy ngoài đó, ngoài thế gian này, toàn là cái pháp người trí thức không. Không có người nào mà thấy được cái không nổi, đừng nói chuyện sân không. None of them can see emptiness, let alone true emptiness. Sao? God, she says she feels that the Zen masters see the emptiness while they go out and teach. Thầy cho con ví dụ, there's a Korean monk right there, a Korean Zen monk. Các bạn ông sư Đà Hàn, Diamond Zen Center, ngay đó gần đây. Okay, mở miệng nó là không. He opens his mouth and says, "It's empty anyway. It's empty. It doesn't matter." Nó là không. Chúng tôi tới nói chuyện với ông một tiếng rưỡi đồng hồ. We went there and talked to him for an hour and a half. He opened his mouth and talked about four noble truths. Dạy tứ diệu đế rồi. Này nọ xong nói là, xong nói mở miệng nói là nó không thể nhầm gì đâu. It's empty anyway, so it doesn't matter. So, thành thầy mới hỏi ông ấy. So I asked him. I was there. We were here, right? Were you there? Hiện trì nhớ. Ông thầy già nhớ, chứ cô già nhớ cái ông thầy mà Đà Hàng không? Trên núi hả thầy? Everyone, you remember, Master Xinji was there, he's in Taiwan. Okay? So I asked him, Master, do you see emptiness? Can you see Nayuta? Nayuta is true emptiness. He mentioned the word. Ông mở miệng, ông nói là tôi thấy chân không. Nayuta là chữ phạn đó. Sanskrit, Nayuta is true emptiness. Sunyata, whatever. Yeah, thank you. Sunyata, that's the thank you. I stand corrected. Sunyata, là chữ phạn hoặc là chân không. So he himself opened his mouth and said, I can see Sunyata. Tôi thấy được cái chân không. So I corrected him gently. Thầy mới trở sửa lưng ông nói là thầy có thấy được cái không là không. I asked him, can you see emptiness? He says, yes, I can see emptiness. Nó tôi thấy được. Thầy nói. I look at him, I said, no, it isn't emptiness. And I nhìn mặt ông, chỉ mặt nó là cái đó không phải là cái không. Okay, tại sao vậy? Tại vì cái ông này mới có sơ quả la hán thôi. Mà làm sao thấy được cái chân không? Ông tứ quả, thấy được cái không được. Nhưng người tứ quả la hán mới thấy được cái không. He's only first stage arhat. He cannot possibly see emptiness, let alone sunyata. He had to be to fourth stage arhat before you see emptiness. He's very far away from it. And yet, he's so sick, and his teachers of Ba'ok are so sick, that they think they see emptiness. And bởi vậy, cái ông đó bình, giống như thầy ông đằng cái chùa Ba'ok, bên Miến Điện cũng vậy, nghĩ họ thấy được hay không. Thiệt ra họ trình độ họ thấp quá,
họ nghĩ họ thấy cái không thôi, họ không biết là cái đó không phải là cái không luôn. Nó dễ sợ không? Mà cái miệng mở ra nói là tôi thấy cái không. Thầy thì cái người ta ông thầy cứ tự nghĩ là mình thấy cái không mà dám nói nữa. Cho nên Phật giáo có người xác nhận mình mới được nói như vậy. That's why in Buddhism, in Mahayana, we get certified before we say that. With assurance that it's the case. Thành mấy người sư người có cái bệnh như vậy, họ nghĩ họ thấy, họ không thấy. Ok, ta không biết đâu, những người thầy thiền sư ta không thấy được đâu. Bởi vì mới dám đi dạy quá sớm đi. That's why the monks they teach meditation too soon. They don't see it yet. Bởi vì ngày tương quá thì gặp ngài Thượng Hương Vân đó. Ngài Thượng Hương Vân nói ông cũng thế, tôi cũng thấy thế đó. Xác nhận đàng hoàng. Xác nhận cái gì? Xác nhận cái chứng đạo cái thấy đó thầy. Có chứng đạo gì? Nói là khi hòa thượng Hương Vân gặp hòa thượng Tương Quá đó, nói ông thấy thế tôi cũng thế. Thấy cái gì? Thì hòa thượng Hương Vân chỉ nói vậy thôi với hòa thượng Tương Quá vậy thôi. Như thầy nói ông họ thấy cái gì vậy? Con nghĩ chắc là hòa thượng chứng rồi hòa thượng Hương Vân cũng như là ấn chứng cho hòa thượng Tương Quá vậy. Nghe nó khôn, nó nhắm nó đụng vào chân không. À, lão già học lẹ thiệt. Yeah, okay. All right. Why is that? Which you mentioned earlier, the Arhat has no attachment, that's why he sees emptiness. Cái người tứ quả A-la-hán đó, bỏ hết tất cả những chấp trước này, thành mới thấy được cái không. Is that clear? Before you see emptiness, you must let go the attachment. Nhắc lại cái vị muốn thấy được cái không đó là phải bỏ cái chấp trước mình. For example, you look at your handsome husband and you say, okay, thấy vợ mình đẹp, tỉnh bơ, okay, all right, thấy đồ ăn ngon, you see that food is tasty. Không tỉnh bơ, không chấp. Okay. So far so good? Yes. Is it clear? Yes. Okay. Now, then why does the attachment, lack of attachment, enable you to see emptiness? Tại ngoài rõ một hơn nữa là tại sao nếu quý vị không chấp trước á, thì tại sao lại thấy được cái không? Let me explain to you. Because? Tại vì? What is the root source of all attachments? Cái nguồn gốc của tất cả những cái chấp trước là cái gì? Cái gì có biết không? Bản ngã. That is the ego. As long, Sean, as you still have an ego, you still have attachments. Cái gì mà còn cái bản ngã thì vẫn còn cái chấp trước. Meaning that, okay? That is why you cannot see emptiness. Vì còn bản ngã, còn chấp trước, thành không thể nào thấy được cái không. Therefore, if you let go the self of the ego, nếu cứ bị bỏ được bản ngã, sẽ thấy được cái không. That is why if you let go the ego, you can see emptiness. Is it clear? Yes. Yeah. It's not written anywhere. Không ai giảng cái gì rõ ràng như vậy đâu. Okay, I need to explain it to you because again, the way the Chinese explain it is not that clear. Người Tàu giảng không rõ như vậy. That's why in America now, my Chinese friends, we have clearer definition of these things because the way the Chinese explain it is too poetic. You know, các người Tàu giảng nó văn hoa quá đấy. Người Mỹ đọc không hiểu. Okay, we Americans read the Chinese flowery explanation, we don't get it. In America, we have to be cái pháp mình xưng miệng phải rõ ràng trắng trợn hơn. It's a clear, you have a clear definition. Nó phải rõ ràng, nó không có hoa hè như mình người Tàu nói. All right? So that's why. If you have no ego, Billy, there's no more Ellen, Helen. There's no more wife. There's no more children. Mình không có bạn ngã, mình không thấy vợ, không thấy con. Okay, you are able to let go. Mình có thể xả được hết tất cả. All right?
không còn thấy gia đình, không thấy con, không thấy cái, không thấy cháu gì hết. You don't see any more family, don't see any more daughters, don't see any more grandchildren. Nghe không? Thầy muốn như vậy phải xả trước. Nếu không xả là không bao giờ thấy được. You don't let go, you will not be able to see emptiness. Phải bỏ dở. Yes. We have pastry in the kitchen. Time is up. Hết giờ rồi. There's no dog. No daughter. Không con gái. Billy. See? Yes. How can you let go? Excellent question. I don't know. Làm sao bỏ bây giờ, xả bây giờ? Thầy không biết, mình đi ăn cái đã. We go eat first. I'm attached to pastries. Thầy còn chấp trước về về bánh ngọt sao mà dạy cái vị xả được. I'm still attached to pastries. Would you believe me if I told you how to do undo the attachment? Of course not. Ăn hết rồi mình nói. I will tell you after I finish all the pastries. Mà này, Quảng Ngân biết không? Cái chùa này tụi nó ác lắm. Mình nhớ mình nói chuyện với nhau thôi nha. Đừng nói người ta nghe. Hai người già này rủ nhau đi trồng ớt. Okay? I'll tell you just between us, okay, girls, okay, don't tell the whole world, okay, no internet. And these old monk and old nun, they told each other, let's plant some hot peppers. All right? And what did he do? They went out there in the corner and planted some hot peppers. Họ rủ nhau, họ trồng cái nó cờ, nó cái ớt đã cay quá, hay quá, mình đi trồng. So they said, we finally found some pepper that's so hot, this is so great, let's plant it so that the temple has hot peppers. Trồng như vậy chùa mình có ớt, ớt cay mà ăn. Huh? Okay, guess what? So, and of course they have hot peppers. Đứa trồng cây nó mọc ra, ăn cay chết người luôn. It is so hot. It's this tiny, tiny thing, and you kill you, mà nó cay không thể tưởng được. I couldn't get it, thầy không hiểu được. I said, why is it so hot? For 3 months, 3 tháng trời rồi. Mình cứ, in the back of my mind, I said, I should not be attached to hot. Ốc lúc mình người chân tu mà, mình nói là mình không nên chấp vào cái cay này. Mỗi lần ăn nó cay quá, mình không chấp được. And yet, every time I eat it, it's so hot, I couldn't take it. So how can I not be attached to the hot, the heat? Mình có thắc mắc hỏi. I couldn't figure it out. Today, during my walking meditation, ngày hôm nay mình đi kinh hành. I went out to where they planted the hot pepper tree. Mình ra, mình đầu tiên mình coi cái chỗ mà trồng cái cây. Guess what I discovered? Biết cái trồng gì, cái khám phá gì không? Why it's so hot? Tại sao nó khó, nó cay như vậy? Why cay? Why is it? Because it's no ordinary hot pepper tree. Tại vì cái cây nó không phải là cây ớt thường. Mà cái loại cây là cây ớt habanero. Mà cái loại cây mà là ớt hiểm của người Mỹ Tây Cơ, mà loại độc nhất trong thế gian này coi. Bởi vì nấu ăn nên lấy ớt cay thì cả cây cho thầy á. Thầy không dám đụng ớt mấy người. I couldn't dare, I never dare touch the hot peppers. Anyway, so làm sao mà dạy thấy được cái không? Thầy nói bây giờ thầy đi ăn pastry cái đại chuyện là pastry nó hết cả chắc mình mới thằng mới nghĩ được là cái không ra sao. So let me. And the question is, can you teach me to see emptiness? I said, I cannot teach you until I finish all the pastries. When all the pastries become empty, then I will teach you. Okay, thank you everyone. And Mai thầy nói, thầy nói chuyện tiếp. Mai he will continue his great lecture.